gầm gầm được à hả? Con nhìn xem e, con cắn e thành ra như này rồi này hả? Con nói xem hả? Tại sao con lại nhận e xuống đấy để con cắn hả? Hả? Con ngồi vào trong cho mẹ, nhanh lên. Con ngồi vào trong cho mẹ, nhanh lên. Quay đầu lại đây, con quay đầu ở đây. Quay đầu lại đây cho mẹ. Người nói là mẹ nên phạt con, thế mẹ có nên phạt con không hả? À, nên phạt à? Mẹ biết đi tại sao cắn e đi hả? Ừ. Ồ, vì cái đấy à? Thế e muốn gặm thì con để cho e gặm đi hả? Con muốn thì con đòi mẹ là được rồi mà hả? Con còn tranh cái gì còn nữa, con còn giận cái gì nữa hả? Sau này không được đánh e nữa nhá, nhớ chưa? À, không được cắn e nữa, nhớ chưa? Có làm được không hả? Có làm được không? Ừ, phải ngoan, phải nghe lời, nhớ chưa? Mẹ thương như e này ha, tội quá, suốt ngày bị ông bố cắn thôi.